Sáng nay ngày 24 tháng 5, tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị quán triệt triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 178 điểm cầu trong toàn tỉnh với trên 5.300 đại biểu tham dự. Dự hội nghị tại điểm cầu chính có Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc. Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phát triển văn hóa và con người Long An. Nghị quyết số 51 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo, quán triệt triển khai một số nội dung chủ yếu về xây dựng văn hóa con người Việt Nam, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về xây dựng phát triển văn hóa cho con người Long An là chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa con người Long An phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11.